thế giới 24 giờ qua. Bitcoin lần đầu tiên phá vỡ mốc 20.000 đô la. Phó tướng của Buffett cảnh báo về thị trường chứng khoán Mỹ. Bloomberg đưa tin, lần đầu tiên trong lịch sử, Bitcoin vượt qua mốc 20.000 đô la. Sự bứt phá bất ngờ diễn ra trong bối cảnh đà tăng mạnh mẽ của đồng tiền số này gây ra nhiều tranh cãi giữa các nhà đầu tư trong năm nay. Ở phiên ngày 16 tháng 12, đồng tiền số lớn nhất thế giới đã tăng tới 3,8% lên 20.154 đô la, bất chấp ý kiến chỉ trích về những dự báo rằng Bitcoin sẽ còn tăng cao hơn nữa trong vài tháng trước. Từ đầu năm đến nay, Bitcoin đã tăng giá gấp 3 lần. Anthony Chanchev, đồng sáng lập và đối tác quản lý của Nexo, một công ty cho vay tiền điện tử cho biết, chúng ta đã có một cột mốc mới và sự chú ý sẽ chuyển sang con số 30.000 đô la tiếp theo. Ông nhận định, đây là sự khởi đầu của một chương mới cho Bitcoin. Đó là một câu chuyện mà giới truyền thông và nhà đầu tư nhỏ lẻ có thể nắm bắt cơ hội một cách chính xác, bởi vì họ đã vắng bóng trong cuộc biểu tình này. Bitcoin đã tăng giá bất chấp đợt sụt giảm mạnh hồi tháng 3 khi đồng tiền này rớt 25% trong bối cảnh đại dịch Covid-19 hoành hành. Những người ủng hộ đã nắm bắt được câu chuyện rằng đồng tiền số có thể đóng vai trò như một kho lưu trữ tài sản trong bối cảnh việc in tiền của các ngân hàng trung ương được cho là tràn lan, ngay cả khi lạm phát hầu như vẫn đang ở mức rất thấp. Ngoài ra, một số công ty ở phố Wall đã thể hiện sự quan tâm nhiều hơn. Trong đó, nhiều công ty tìm cách tận dụng lợi nhuận của Bitcoin trong bối cảnh lãi suất thấp chưa từng có. Ví dụ, Guggenheim Partners LLC gần đây cho biết họ có thể đầu tư tới 10% trong số 5,3 tỷ đô la của quỹ Macro Opportunity và quỹ tín thác của Bitcoin. Việc Bitcoin vượt qua 20.000 đô la là cột mốc quan trọng thứ hai của đồng tiền này trong những tuần gần đây. Đồng tiền này hồi cuối tháng 11 đã đạt mức cao mới trong 3 năm sau khi thiết lập mức đỉnh trước đó. Bitcoin đã được giao dịch ở mức chỉ vài sen trong vài năm sau khi ra mắt vào cuối năm 2008 trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Ed Campbell, giám đốc danh mục đầu tư và giám đốc điều hành tại VMA cho biết, mọi người có xu hướng tham gia vào các hoạt động giao dịch theo động lượng. Vì vậy, Bitcoin có thể mang về nhiều lợi nhuận hơn từ thời điểm này. Phó tướng của Buffett cảnh báo về thị trường chứng khoán Mỹ. Chúng ta đang ở rất gần bờ vực của trò chơi với lửa. Việc in tiền mà chính phủ Mỹ đã làm trong thời gian rất dài khiến cộng sự thân thiết của Warren Buffett tỏ ra e ngại. Phó chủ tịch Charlie Munger của Berkshire Hathaway cho biết, ông hy vọng đại dịch Covid-19 sẽ giảm xuống mức không đáng kể trong khoảng một năm khi vaccine được phân phối rộng rãi. Munger, 96 tuổi, nói tại một sự kiện của Viện Công nghệ California tổ chức trực tuyến. Họ sẽ tung loại vaccine này ra toàn thế giới rất nhanh. Nó sẽ khiến bạn quay cuồng đấy. Munger, đối tác lâu năm của Warren Buffett, phát biểu vài giờ sau mũi vaccine đầu tiên được chuyển đến Mỹ. Berkshire Hathaway của ông đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Lĩnh vực hàng không bị thiệt hại khoảng 10 tỷ đô la vì tác động tiêu cực. Ông lập luận rằng, các nhà bán lẻ vốn đang chịu áp lực ngày càng lớn trong thời kỳ đại dịch, đã ở trong một tình huống khó khăn do sự phát triển của thương mại điện tử. Chắc chắn đó là một nơi rất khó để kiếm tiền vì những gì mà Internet đã làm. Munger, nổi tiếng với khả năng đầu tư, cho rằng lợi nhuận trên thị trường chứng khoán trong 10 năm tới sẽ thấp hơn so với thập kỷ trước. Sự điên cuồng là quá lớn và hệ thống quản lý, hệ thống khen thưởng đều thật ngu ngốc. Ông nói, ông cũng kêu gọi nhà đầu tư thận trọng với mức độ nới lỏng định lượng và thâm hụt lớn của chính phủ trong những năm gần đây. Munger nói về QE, việc ngân hàng trung ương mua chứng khoán dài hạn và thâm hụt tài chính. Không ai có thể tiếp cận với loại hình in tiền mà chúng ta đang làm trong khoảng thời gian rất dài mà không gặp một số rắc rối. Tôi nghĩ rằng chúng ta đang ở rất gần bờ vực của trò chơi với lửa. Một ngày sau khi chính thức tiêm vaccine, California kích hoạt chương trình khẩn cấp mua thêm túi đựng thi thể.
tiểu bang California đã kích hoạt chương trình có tên tử vong hàng loạt, bao gồm mua thêm túi xác và điều thêm xe lạnh nhằm đối phó với nguy cơ số người chết vì COVID-19 tăng cao. Trong cuộc họp báo ngày 15 tháng 12, Thống đốc Gavin Newsom cho biết việc kích hoạt chương trình bao gồm cả việc điều phối các hoạt động hỗ trợ nhau giữa chính quyền tiểu bang và các địa phương nhằm đối phó trực tiếp với sự gia tăng của các ca bệnh và số người tử vong do COVID-19. Bên cạnh 5.000 túi xác được đặt mua thêm, 60 thiết bị đông lạnh mà mỗi xe dài hơn 15 mét sẽ được bố trí khắp tiểu bang để phòng trường hợp các nhà xác trở nên quá tải. Thống đốc Newsom nói rằng những gì đang triển khai nhằm phản ứng trước cái ông mô tả là một thực tế phũ phàng trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19 của tiểu bang. Tôi không muốn mọi người sợ hãi, nhưng đây rõ ràng là một căn bệnh giết người. Chúng ta cần lưu ý đến việc chúng ta đang ở đâu trong cuộc hành trình hiện tại, khi vaccine mới chỉ được tiêm một ngày trước. Chúng ta chưa về đích, ông Newsom nhấn mạnh. Các quan chức y tế California thông báo ngày 15 tháng 12 đánh dấu ngày thứ 5 liên tiếp, tiểu bang này có hơn 30.000 ca nhiễm mới. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 hiện là 163 ca một ngày, cao gấp 4 lần so với tỷ lệ tử vong trong vòng một tháng trước đó. Tổng số ca tử vong của bang này đã tăng lên 21.188 người vào ngày 15 tháng 12. Trên toàn nước Mỹ, số ca tử vong vì COVID-19 cũng đã vượt 300.000 người. Tỷ lệ nhập viện và được chăm sóc đặc biệt tại California cũng đang ở mức cao chưa từng có. Trong khi đó, các hệ thống đặc biệt nhằm duy trì sự sống cho các bệnh nhân nặng chỉ còn trống rất ít. Thậm chí, một số nơi đã hết các giường ICU. Hiện tại, có 3.000 người đang được sử dụng ICU trên toàn tiểu bang. Nó làm gia tăng những căng thẳng đối với hệ thống y tế địa phương. Ông Newsom nói rằng, những con số không cho thấy các bệnh viện địa phương hết chỗ, mà thay vào đó, vấn đề nhân sự mới là bài toán thách thức nhất ở thời điểm hiện tại. Thống đốc Newsom đã ký ban hành một lệnh hành pháp tạm thời về ý định số y tá tối thiểu trên các bệnh nhân. Tiểu bang cũng đang bổ sung y tá thông qua các bên liên quan như lực lượng vệ binh quốc gia California và quân đồn y tế California. Cơ quan ứng phó khẩn cấp liên bang cũng đang đưa 80 nhân viên cứu thương và kỹ thuật viên y tế ra chống dịch. Bang này cũng đang yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ bổ sung thêm 200 nhân viên chăm sóc sức khỏe. Bang đang dùng tất cả những nguồn lực để giúp lực lượng y tế tuyến đầu, đặc biệt là các y tá, những người đang làm công việc anh dũng mỗi ngày. Chúng tôi sẽ tiếp tục đề nghị có thêm nhân sự trong vài tuần tới, ông Newsom nói. Ở thời điểm hiện tại, Mỹ tiếp tục là ổ dịch COVID-19 lớn nhất thế giới, với gần 16,5 triệu người nhiễm và 301.085 trường hợp tử vong. Tổng thống đắc cử Joe Biden tuyên bố sẽ mạnh tay chống lại đại dịch sau khi ông chính thức nắm quyền ở Nhà Trắng. Các đội ngũ chuyên trách cũng đã được bộ máy chuyển giao quyền lực của ông Joe Biden chuẩn bị để có thể sẵn sàng đi vào thực thi nhiệm vụ chống dịch.